quen cắm trực tiếp vào cuộc bài mà Jisoo đã hai lần mang ra trong ngày thi đấu hôm qua trước Team Flash và đã có một thắng một thua. Tuy nhiên thì trong giai đoạn 1 thì rõ ràng con quen nằm tay của Jisoo đang có tỷ lệ thắng cực kỳ cao và đây là con bài rất tủ nằm trong tay người đi rừng trẻ tuổi của Game Esports, cấm đi quen và có lẽ là sẽ cấm đi thêm một vài những con bài khác nữa trong bể tướng đi rừng của Jisoo. Nhưng một điểm đặc biệt mà chúng ta phải chú ý là Jisoo từ khi mà anh ta chuyển sang thi đấu ở trong màu áo của Game Esports từ Team Flash đến Game Esports thì Jisoo đã tiến bộ rất nhiều. Thứ nhất là anh ta đã có rất nhiều nỗ lực để mở rộng bể tướng của mình, và thứ hai, theo những gì mà chúng ta đã theo dõi Jisoo thi đấu từ giai đoạn 1 đến giai đoạn này thì anh ta đang cho thấy anh ta là một người đi rừng chắc chắn thực sự trong đội hình của Gam. Lực cấm tiếp theo của Cerberus là vào đường rồng, đó là Zeke, và sau đó là Jayce, một quân bài mạnh khác ở trong meta hiện tại và cũng là một quân bài rất mở, cũng đã bị Khuyển Vương ba đầu cấm đi. Toàn thấy là cả hai đội tập trung khá nhiều ở vị trí đường giữa cũng như đi rừng. Bây giờ lực lựa chọn đầu tiên của Cerberus, tôi đang cân nhắc đến việc lựa chọn Lee Sin ngay từ sớm luôn hay chăng, hoặc là cắt ba trước dành cho đội của họ sẽ là rất hợp lý. Nếu như họ lấy Lee Sin thì họ sẽ tước được thêm một con tướng tủ của Jisoo, một con tướng mà thuận tay con chàng này đánh rất là hay. Nhưng không, Camille được chọn, đây là một trong những con tướng mạnh nhất ở trong meta mà anh Việt cùng với anh Vũ đều đánh giá đây là con tướng đi rừng top 1, top 2 đúng không? Ở thời điểm hiện tại. Và nếu như nó được xuất hiện chung với lại Galio nữa thì lối chơi của Cerberus ở khoảng thời gian ban đầu nó sẽ cực kỳ dễ hiểu. Trong khi đó Gam sẽ đáp trả bằng cái gì đây? Họ đang có cho mình là Fiora. Họ đang muốn đối đầu với Camille, họ mường tượng ra rằng là hai vị tướng này xuất hiện ở vị trí đường đơn chứ không phải là đi rừng. Nhiều khả năng là như vậy, bởi vì khi mà nhìn vào bể tướng của G1 thì Camille là một trong những vị tướng mà G1 sử dụng nhiều nhất. Còn Meliodas thì chúng ta biết đến người chơi này với hai vị tướng tủ, một là Savannah, hai là Lee Sin ở khu vực rừng. Hiếm khi Meliodas sẽ sử dụng Camille, trừ khi là Cerberus muốn dành một sự bất ngờ cho đối thủ của họ trong trận kịch chính này thì Camille vẫn sẽ nằm trong tay của G1 khu vực đường trên mà thôi. Và Lee Sin đã có ở trong đội hình của Cerberus thì như vậy chúng ta đã có thể chắc chắn con Camille này sẽ là Camille đường trên của G1 rồi. Đổi lại bên phía bên kia thì đường trên và đường rừng cũng lộ ra rất nhanh, hai bên cùng lộ ra đường rừng và đường trên. Một bên là Lee Sin, một bên là Khazik, còn đường trên một bên Camille, một bên Fiora. Kèo đối đầu đường rừng và đường trên cũng đã lộ. Bây giờ thì cái tỷ lệ phần trăm thắng của vị tướng Kakma cùng với lại Zeke hiện tại thì ở khu vực dưới, ít nhất là ở trong giải đấu này nha, tôi đang cảm giác là hai vị tướng được hay các đội ưu tiên nhất ở vị trí pháp sư đường rồng á là Kakma hoặc là Zeke. Và giữa hai vị tướng này thì Kakma rõ ràng đang là vị tướng có tỷ lệ thắng cao hơn khá là nhiều. Nhưng không, Gam có một ý tưởng khác. Zeke thì đã bị cấm, cho nên bên phía Gam họ quyết định chọn lất thay cho cái sự thiếu hụt về mặt sát thương phép này. Nó cũng khá là giống Kakma, nhưng vấn đề ở đây là lất là một vị tướng mà cái độ cơ động của bản thân vị tướng này nó thấp hơn Kakma khá là nhiều. Và lượng năng lượng bạn bỏ ra để bạn xài chiêu so với Kakma nó cũng sẽ là nhiều hơn. Có nghĩa là giai đoạn trụ đường của lất nó sẽ khó khăn hơn so với Kakma ở giai đoạn ban đầu. Như vậy là cách cấm chọn của Game Esports ở trong ván thi đấu thứ nhất này rất trực quan. Chúng ta có thể thấy ngay khi Cerberus chọn một vị trí nào thì Game ngay lập tức chọn một con tướng ngược lại ở cùng vị trí đó. Và khi mà nhìn vào con Camille được xuất hiện, ngay lập tức là power pick của Cerberus, chúng ta đã mường tượng rằng bên phía Game sẽ có thể tước đi con Galio trong ba sự lựa chọn đầu tiên. Nhưng không, Gam họ đang hướng đến việc đáp trả Cerberus ở từng khu vực đường và họ đang ưu tiên con Luxon là Galio. Và ở phase 2 thì Gam cũng không cấm đi Galio. Họ không sợ cho bên phía đối phương có được cặp đôi bắt lẻ cực kỳ mạnh, đó là Camille cùng với Galio. Thì liệu rằng Cerberus sẽ có đủ tự tin để chọn Galio khi mà Gam đã thả con bài này cho họ hay không? Lucian, cả hai đội vẫn đang ưu tiên cấm những vị tướng đường đơn chứ hoàn toàn không, họ không muốn cấm đi một con tướng hỗ trợ nào cả. Con duy nhất mà họ Cerberus vừa mới cấm là Nautilus. Ok, cấm Nautilus tôi nghĩ là hợp lý đó, bởi vì bên phía bên kia là một đội hình mắc người, đơn mục tiêu khá là tốt. Cấm đi một vị tướng mà có khả năng trồng CC đẹp là một điều hợp lý đến từ bên phía Cerberus. Và bây giờ câu hỏi dành cho Gam là họ có muốn chọn Galio hay không? Đây là điều hết sức cần phải làm và họ đã chọn rồi. Nếu như không thì bên phía bên kia sẽ họ sẽ có một cái combo rất mạnh giữa chiêu cuối sùng giáng thế đáp xuống rồi xong cả vòng vây đồ kiếp đến từ Kakma nữa. Quá nhiều hướng CC ở trong một diện rộng thì khá là khó để Gam đánh vào tranh được. Như vậy là Gam vẫn muốn có Galio và Galio là sự lựa chọn hợp lý ở thời điểm này trong đội hình của Gam. Thứ nhất là đúng như anh Tân đã nói, Gam sẽ tước đi được cặp đôi bắt lẻ
Camus cùng với Galio. Và sau đó thì Lux cùng với lại Galio đang là cặp đôi đi đường rồng mà rất nhiều các đội tuyển chuyên nghiệp đang sử dụng ở thời điểm này. Bây giờ bên phía của Cerberus sẽ còn con gì để có thể đi cặp với Cạc Ma ở đường rồng đây? Nautilus thì đã ở trên bảng cấm rồi, Galio thì đã bị đối thủ tước đi rồi. Ở thời điểm hiện tại thì vẫn còn Gragas. Và đúng là như vậy, Gragas là sự lựa chọn khả dĩ còn lại trong đội hình của Cerberus mà họ đang hướng đến. Và Corki sẽ nằm trong tay của BMM ở trong trận thi đấu này, thi đấu ở vị trí đường giữa. Đúng vậy, khi mà chúng ta thấy rằng Cerberus đã chủ động cấm đi Lucian ở lượt thứ tư của mình á, thì Corki là vị tướng đi đường giữa chủ lane vô cùng khỏe và có khả năng tăng tiến sức mạnh play gần như là hàng đầu ở meta hiện tại. Bên phía bên kia thì Gam chọn cái cách để đối diện với chuyện này bằng việc là họ sẽ đánh trực diện ở khoảng này ban đầu luôn với hai vị tướng sát thủ là Khazix cùng với lại Z để có thể tấn công thẳng vào cái DPS bên phía bên kia là con Corki. Ý tưởng này là hoàn toàn tốt nha. Và cái khả năng mà bên phía của Cerberus có thể counter được chuyện này nó cũng là có chứ không phải là không, nhưng nó hơi khó chút xíu. Tức là Ragas của Akino sẽ phải họ phải dùng chiêu thật sự là hợp lý á. Anh ta phải canh những cái cú quăng thùng rượu nổ của mình và lăn bụng timing một cách chính xác để ngắt cái nhịp lao vào của hai cái con tướng sát thủ này và giữ cho BMM sống sót một cách lâu nhất có thể. Rồi, đây là lúc mà chúng ta sẽ điểm sơ lại đội hình của cả hai bên. Cả năm vị tướng của cả hai bên đều đã lộ diện rồi. Kèo đường trên là Camille cùng Fiora. Đây thì đây sẽ là kèo kỹ năng thôi. Đây là kèo đâu đó khoảng tầm 45 cho Camille và 55 cho Fiora. Ở khu vực đường rồng thì sẽ là kèo farm lính hòa của Cắc Ma với Lux mà thôi. Trong khi đó thì ở đường giữa thì sẽ có một sự khác biệt. Bên phía của Cerberus chọn một chất tướng xạ thủ, trong khi đó thì bên phía Gam chọn con Z là một chất tướng sát thủ. Tuy nhiên ở giai đoạn đầu trận từ cấp độ 1 đến cấp độ 5 thì rõ ràng là Coyote với con Z này anh ta sẽ phải đánh cực kỳ khéo. Không dễ để cầm một con Z đi đường với một con Corki giai đoạn đầu trận, phải nói thực sự là như vậy. Và nếu như Coyote anh ta có thể sống sót cho đến khi anh ta có được level 5 và lúc đó thì đường giữa và đường rồng bắt đầu swap lại với nhau á, thì lúc đó thì cái đội hình của Gam bắt đầu có thể phát huy tác dụng được. Nhưng với điều kiện là Coyote phải giữ được mạng từ level 1 đến level 5. Coyote cùng với BMM là hai người chơi mà tôi nghĩ rằng là cái lối chơi của họ nó khá là tương đồng với nhau á. Đây là hai người chơi đường giữa mà cái khả năng đánh những vị tướng đa dạng của họ rất là tốt. Coyote cùng với BMM đều đã từng đánh ở khu vực đường trên rồi. Và họ đánh được những vị tướng đấu sĩ, họ đánh được cả những vị tướng pháp sư. Và Coyote thì đánh sát thủ hay hơn so với BMM một chút xíu. Đó là cái điểm mạnh hơn so với lại BMM của Coyote. Còn BMM thì tôi cảm giác là BMM đánh những vị tướng hỗ trợ đồng đội tốt hơn so với lại Coyote một chút xíu. Nhưng ở trong trận đấu này thì anh ta sẽ đóng một vai trò khác, anh ta sẽ đóng vai trò sát thương cũng khá là thiết yếu ở trong đội hình. Từ bên phía của Cerberus, anh ta sẽ cần phải giữ vị trí tốt chứ không thể nào làm nền như những trận đấu mà chúng ta hay thấy rằng Ginza là người gánh sát thương và BMM đánh ở cái vị trí là giữ khoảng cách ở phía sau nữa. Mà trận này là chúng ta thấy cái lối chơi của Cerberus nó sẽ xoay xung quanh BMM là chủ đạo. Đồng ý. Và như vậy là ván thi đấu đầu tiên ở trong kèo đấu BO5 giữa Cerberus Esports và Gam Esports đã bắt đầu. Đây là trận đấu hết sức quan trọng, đây là trận đấu để tranh tấm vé sớm để lọt vào trong vòng đấu chính của WRL Asia Open. Và tôi đã mường tượng là hiện tại đang có rất nhiều các bạn khán giả trên kênh chat đang comment "It's Gam Time", khẩu hiệu của đội quân áo vàng đen. Tuy nhiên thì rõ ràng là Cerberus cũng sẽ là một đối thủ vô cùng đáng gờm dành cho Gam ở trong trận thi đấu này. Và như thường lệ, hai người chơi hỗ trợ giai đoạn đầu trận đã di chuyển khu vực đường trên. Và Genza mới là người di chuyển chứ không phải là Akeno. Genza sẽ hỗ trợ cho Yiwan để có thể khống chế tên lính này, không cho T3 cùng với MT ra đây để kiểm soát. Khi mà trước đây tôi nói chuyện với một vài tuyển thủ ở WCS Việt Nam á, thì các đội có nói với tôi rằng điểm yếu duy nhất của Genza khi mà đối diện với anh ta là các đội cảm giác là anh ta đánh pháp sư không thực sự là tới và họ thường là không phải ngại cái việc mà Genza sẽ chọn pháp sư. Nhưng mà ở trong khoảng thời gian gần đây, Genza đang làm mới bản thân và anh ta đã bắt đầu đánh những con pháp sư rất là nhiều rồi. Trước đây là Morgana, bây giờ là cả Cắc Ma nữa. Rõ ràng là điều này nó khiến cho lối chơi của Cerberus rất là đa dạng và đối phương rất là khó cấm chọn được với họ. Con Cắc Ma rõ ràng là con mạnh hơn rất là nhiều so với Galio. Và khi mà đánh như thế này thì cái lớp giáp trụ khu vực đường trên từ bên phía Gam sẽ bị tước đi. Tôi nghĩ là sớm thôi. Và cái vòng rừng này cũng sẽ giúp cho Lee Sin có mặt khu vực nửa trên gây sức ép dành cho bên phía của Gam.
Rồi, ở thời điểm hiện tại thì hai người đi rừng đang ở hai mé rừng khác nhau. Jisoo thì đang có mặt ở nửa dưới của bản đồ, trong khi đó thì Lee Sin của Meliodas đang có mặt ở nửa trên. Meliodas bây giờ đã tiến ra cua rồi, trong khi đó thì thế lính ở khu vực đường trên đang được đẩy cao. Meliodas nếu như đi ngang cái bụi chặt ba này thì sẽ phải vấp khỏi một con mắt được cắm bởi hai người của Gam khu vực đường trên. Meliodas đã cắm mắt tím ở đây và đã phát hiện ra được con mắt xanh này rồi, nhưng đồng nghĩa việc là Meliodas cũng đã lộ tầm nhìn. Nhưng Meliodas vẫn đang có một cú sóng âm vào người của MT. MT quay trở ngược lại trả một cú Kiduran, sau đó Meliodas băng vào và ép cho MT phải mất đi tốc biến. Vẫn đang là quyết định đánh rất quyết liệt đến từ ba người của phía Cerberus. Nhấp nhả thôi. Bên phía bên kia thì Galio của MT cùng với lại Fiora của T3 cũng đã xử lý rồi, mắc binh rồi. Họ đã dọn hết được lính đó cũng như là dùng hết phép bổ trợ của mình trước khi mà Lee Sin của Meliodas băng vào. Khi mà còn lính á thì họ đã ùa ra và cố gắng dọn lính hết trước. Đó là một động thái xử lý rất là thông minh đến từ Gam và giúp cho họ giữ được cái mạng sống của hai thành viên này mà không ai phải nằm xuống cả trong cái pha phòng ngự vừa rồi. Trong khi đó thì ở khu vực nửa dưới của bản đồ thì Jisoo chỉ dừng lại cái việc là kiểm soát con cua ở phía dưới thôi. Anh ta không có bất kỳ cái động thái nào gây áp lực lên Akeno lúc đó có một mình ở khu vực đường rồng cả. Như vậy thì áp lực ở đầu trận đang thuộc về cho bên phía của Cerberus, nhưng pha tấn công vừa rồi của Meliodas trên khu vực đường trên thì cũng chỉ lấy được một tốc biến của MT mà thôi. Còn T3 thì trong pha phòng thủ trụ đó anh ta vẫn chưa mất đi bất kỳ phép bổ trợ nào cả. Khả năng trụ đường của T3 vẫn là có. Đó là lý do vì sao mà ở thời điểm này Genza vẫn đang phải ở lại ở khu vực đường trên để thứ nhất là giúp cho Yiwan khống chế được những tên lính khi mà MT cũng đang có mặt ở đây, và thứ hai cũng sẽ giúp cho Yiwan nếu như có được một chút lợi thế về mặt phép bổ trợ thì sẽ có thể snowball được một chút khu vực đường trên này. Một cái đấu mà chúng ta cũng khá là hay thấy đó là Z cùng với lại Corki. Cái kiểu đấu mà gần như là Z không làm gì được Corki cả nếu như bạn cầm phép bổ trợ cho mình là kiệt sức. Và Z trực thực sự là rất khó đánh trong kiểu đấu này. Chỉ đến khi mà kết thúc cái giai đoạn đi đường ban đầu và bước đến cái giai đoạn đẩy lẻ thì Z mới có khả năng gây được một số sự khó chịu nhất định dành cho Bimem. Nếu như mà anh ta timing được cái khoảng thời gian mà đối phương dùng hết phép bổ trợ rồi thì đó là cái cơ hội dành cho Z. Chứ còn đi đường căn bản như thế này á thì Z rất là khó để trụ lên được với lại có kim phía kia. Bimem đang chơi rất chủ động, bắn liên tục vào người của Jisoo. Jisoo muốn phá của mắt tím này nhưng cái độ lực phá mắt tím của anh ta bị ngăn cản vô cùng quyết liệt bởi ba người đến từ bên phía của Cerberus, và thậm chí là Meliodas đang đi thẳng vào trong phần rừng của Jisoo, bật máy quét lên phát hiện không có bất kỳ con mắt nào ở đây cả. Và nói lại về cái kèo Z của Coyote đối đầu với Corki của Bimem, kèo Z và Corki này thì Coyote đã đánh rồi tại giai đoạn 1. Tuy nhiên thì đối đầu với Coyote lúc đó thì cũng chỉ là một người chơi đường giữa trẻ tuổi của Genius Esports mà thôi. Và trong kèo thi đấu đó thì Coyote đánh hoàn toàn tự tin. Nhưng mà đã chúng ta xem pha thi đấu này, Dấu Ấn Tử Thần được Coyote gặp một người Akeno. Akeno trả lại một cú thùng đồ đổ rất hay và cũng đã kịp thời tung ra tốc biến để có thể giữ mạng. Kinh đó, Akeno xử lý pha vừa rồi cũng rất là mắc binh luôn. Và đó thực sự là một cái pha tấn công tốt của Coyote. Mà nó là như vậy, anh ta đã canh được một cái khoảng thời gian di chuyển mà các thành viên bên phía Cerberus hơi lỗi một chút xíu khi mà để Akeno một mình ở khu vực dưới khá là lâu và chưa swap lane ngược trở lại. Thì cái lúc đó anh ta đi xuống dưới và lúc đó là Akeno chưa về mua đồ. Và Coyote lợi dụng khoảng trống thời gian đó để tung ra một cái pha tấn công. Nhưng rất tiếc là Akeno đã rất tỉnh táo với tình huống xử lý của mình. Meliodas đang ăn cho mình sứ giả trên tầm nhìn của đối phương. Có một con mắt của Gam ở đây, Gam thì đang ăn rồng. Gam ăn rồng và bên phía bên kia Cerberus muốn ra để tranh cướp con rồng này. 800 máu của rồng, 500 máu chiêu cuối được sử dụng ngược. Bên phía bên kia Gam có được rồng, nhưng bên phía Cerberus sẽ có được gì đây? Đầu tiên là Gam dứt điểm được thành công Bimem, cả họ đang quay ngược trở về. Và một đội hai ở trong tình huống này, hai thành viên còn lại của Gam đang phải lui về phía tầm trụ một của mình. Trước đó nằm xuống đó là Bia. Coyote cùng với Bia đã phải nằm xuống, trong khi đó thì Jisoo cũng đã rất vất vả mới có thể tìm đến vào vị trí của Bimem. Thậm chí là Jisoo dạ, cũng đã phải đầu tư cả tốc biến mới có thể lấy được mạng Bimem trong tình huống thi đấu vừa rồi. Sứ giả khe nước được bên phía Cerberus kiểm soát thành công và ngay lập tức thả khu vực được giữa. Và đây mới là thời điểm phút thứ 547 thôi. Rất nhiều stack trụ được dành cho Meliodas với con sứ giả khe nước này. Đúng vậy, rất nhiều tiền về lắp giáp trụ và cái trụ đó chỉ còn khoảng tầm 250 máu mà thôi. Lượng máu rất phù hợp để bên phía Cerberus đẩy được nhịp tiếp theo và kết thúc cái trụ nó luôn. Đây là một tình huống lao vào chủ động bắt người. Cerberus hoàn toàn không có ý định ăn rồng, họ đã có được sứ giả và họ không muốn tranh chấp mục tiêu với đối phương. Mà họ thay vào đó là dứt điểm càng nhiều người đối phương càng tốt để lấy lợi thế và thả sứ giả, lấy tiền từ lớp stack trụ. Đó là kế hoạch của Cerberus.
rõ ràng là như vậy. Còn Gam thì họ cũng đã lên kế hoạch đổi mục tiêu với đối phương từ đầu, với một con mắt xanh được cắm thẳng vào hang của sứ giả khai nước. Cái điều mà Gam không ngờ đến ở trong tình huống thi đấu vừa rồi có lẽ là bên phía của Cerberus họ quá quyết liệt tấn công ở trong tình huống thi đấu đó. Nhưng dẫu sao thì trong pha thi đấu đó cũng chỉ là một mạng đổi hai mạng mà thôi. Cái điều thiệt thòi ở thời điểm này là Jisoo đang chưa hồi tốc biến và sẽ khiến cho người đi rừng của Gam Esports sẽ hơi rén một chút xíu trong cái tình huống mà Jisoo muốn găng với lại con khá giết của mình. Và Jisoo ở thời điểm này có lẽ là anh ta chỉ nên farm rừng mà thôi. Jisoo vẫn còn những bãi quái rừng để có thể farm và anh ta cũng sẽ nên chờ lại hồi lại cái tốc biến của mình để tránh một tình huống anh ta nhảy vào đội hình bên phía đối thủ và sau đó bị sốc sát thương. Bên phía của Cerberus đang muốn ép trụ khu vực ở giữa, vòng vây đổ kiếp tung ra trúng hai người, ngay lập tức là chuyên tâm được bồi vào, bia đã bốc hơi rồi, chỉ có MT ở đây. MT bị Gam sóng âm nhưng đã có Coyote cùng với Jisoo đến tiếp ứng từ hai bên cánh và đợt lính được giải quyết thành công. Bây giờ là một con xe từ phía sau, Cerberus vẫn có cơ hội để có thể lấy trụ đầu trên toàn bản đồ và họ làm được điều đó. Akeno đã lấy được trụ và phối hợp 1-2 cực kỳ đẹp mắt giữa Genza cùng với Akeno. Họ càng đánh với nhau lâu thì chúng ta thấy rằng cái mức độ hiểu nhau của hai người chơi này tốt đến mức nào. Genza tung ra một cái nội hoại kinh mantra chính xác và ngay sau đó là cái vùng vây đổ kiếp và thùng lũ nổ của Akeno đặt dưới chân. Bia không có bất kỳ một phép bổ trợ nào để cho anh ta cơ hội vùng vẫy ở trong cái tình huống đó cả. Quá khó dành cho... Đây là cái điểm yếu mà tôi cảm giác là giữa Lux cùng với lại Kakma là như vậy. Những cái tình huống mà chủ động của Kakma nó có một sải tay tốt hơn rất là nhiều. Và cái khả năng cơ động của Kakma khi mà tự búp giáp cho bản thân mình nó cũng tốt hơn so với lại Lux bên phía bên kia một chút. Rồi, và cái trụ vừa rồi thì chính xác hơn là cái trụ 2 mà Cerberus ăn được. Và trước đó thì trụ ở khu vực đường trên thì cũng đã mất đi với một nỗ lực đẩy đến từ đội hình của bên phía Cerberus. Hiện tại thì Gam Esports đang thua về trụ so với Khuyển Vương ban đầu. Khuyển Vương ban đầu đang dẫn trước 2 trụ so với Gam. Nhưng xét về lượng rồng thì Gam Esports đang có lợi hơn. Họ đang sở hữu bùa lợi rồng lửa. Và đây sẽ là pha băng trụ của Cerberus. Họ đang muốn lấy nốt cái trụ ngoài còn lại đang được trấn giữ với Coyote. Nổ long cước là chuẩn. Và sau đó Coyote bị Gam sóng âm. Nhưng đổi bóng là rất hay. Coyote đang cố gắng để có thể buy time. Và sau đó thì MT đến với siêu hùng giáng thế. Jisoo đang cố gắng để có thể quẩy. Nhưng chưa có quá nhiều thành viên của bên phía Cerberus thấp máu. Chỉ có một mình Meliodas thì đã lùi đi quá nhanh. Tiếp tục lao vào nhịp 2 từ vị trí của Akeno. MT bây giờ thấp máu. Nhưng không còn những đợt lính để cho Cerberus có cơ sở băng trụ được nữa. Họ bắt buộc phải lùi về. Tính quầy rất tốt. Cerberus tính quầy lính vừa rồi để vòng ở phía sau lưng trụ đối phương. Và tổ chức một pha băng trụ cực kỳ ghê. Coyote cũng đã làm hết sức ở trong pha thi đấu vừa rồi để vùng vẫy và buy time đợi thành viên đồng đội của anh ta tới. Nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi, vẫn phải nằm xuống là Coyote. Hai thành viên kia cũng đã mất đi hai cái tốc biến của Jisoo cùng với MT rồi. Pha tranh chấp mục tiêu này, Jisoo phải hết sức cẩn thận nha, bây giờ anh ta không có tốc biến nữa. Thì những tình huống mà anh ta muốn vào và tranh cướp mục tiêu với Lee Sin của Meliodas nó sẽ hơi mạo hiểm một chút xíu. Jisoo sẽ còn rất lâu nữa mới hồi lại cái tốc biến của mình. Có sứ giả khai nước thì đã được khởi động bởi Gam rồi. Và Gam đang muốn đánh người trước, MT là người bắt lại, MT buộc phải bấm đồng hồ. Nhưng bên phía bên kia Gaza cũng đang tấp máu và cũng đã phải tốc biến chạy đi. MT thì đã phải lên bảng điểm số rồi, thùng rổ rất tốt từ vị trí của Akeno. Coyote là người tiếp theo của Gam phải lên bảng điểm số. Jisoo bị bắt lại bởi Jiwan trong tối hậu tư. Jisoo vẫn có thể nhảy về được. T3 ở bên phía bên kia thì đang đánh chặn. Và như vậy là đội hình của Gam về được 3 người. Nhưng họ đã phải bỏ lại cả Coyote và MT. Rất chủ động. Những tình huống xử lý cực kỳ chủ động của Genza. Chúng ta không thấy, ta không cần thiết phải thấy những cái tình huống mở giao tranh đến từ Akeno hay là Meliodas hay Iwan làm một cái gì đó đặc biệt cả. Nãy giờ Genza đang là người mở ra tất cả những pha tấn công dành cho Cerberus. Tình huống vòng vây đổ kiếp đường giữa và vừa rồi một tình huống nội hoại kinh mantra rút nửa cây máu của đối phương chỉ trong đúng một nốt nhạc duy nhất. Tan vỡ hoàn toàn đội hình của Gam. Cặp đôi đường rồng từ bên phía của Cerberus đang thi đấu quá hay. Rồi và đây sẽ là mục tiêu tiếp theo. Đó sẽ là con rồng nước, đây sẽ là một cái cờ tuyệt vời tiếp theo để cho hai đội lao vào đánh nhau. Và T3 đang cố gắng để có thể làm mềm Jiwan. Nhưng ngay phía sau Jiwan là một người khác đang đến. Còn ở phía trước hang rồng thì cũng đang có một vài những pha cấu rỉa. MT đã phải sử dụng cái siêu hùng giáng thế của mình. T3 đang hơi thấp máu. Sứ giả khe nước được bên phía Cerberus tả khu vực được dưới. Sứ giả khe nước hút và mang về được trụ dành cho Khuyển Vương ban đầu. Như bây giờ thì Jiwan lượng máu của anh ta không còn đủ đầy nữa. Và Jiwan bắt buộc phải về nhà để có thể hồi lại một lượng máu. Và theo đó thì Meliodas cũng sẽ về chung với những người đồng đội của mình. Thế kiểm soát hang rồng ở thời điểm này vẫn chưa tạm thời thuộc về bất kỳ đội tuyển nào cả. 11 phút và 5.000 tiền chênh lệch giữa hai đội. Gam đang đứng trước một bài toán thực sự là khó. Khi mà Cerberus vốn dĩ là một trong những đội đánh cực kỳ chắc chắn.
họ hiếm khi nào đánh giai đoạn late game lỗi lắm. Và khi mà họ đã dẫn trước rồi thì họ sẽ snowball trận đấu rất là hiệu quả. Bây giờ sẽ có được thêm một rồng dành cho Cerberus. Gam có một rồng, họ có một rồng. Nhưng mục tiêu tiếp theo từ bên phía Cerberus, họ sẽ muốn làm gì đây? Họ đã lấy được dàn trụ ngoài của đối phương rồi và họ đang đi săn lùng tất cả những mục tiêu khác. Chúng ta thấy rằng cái độ cơ động của Genza cùng với Akedo giúp cho họ kiểm soát map tốt hơn so với Gam. Đồng ý. Trong khi đó thì con Fiora của T3 ở trong trận này thì anh ta lại không xanh sao như cách mà anh ta mong muốn. Con Fiora của T3 mới chỉ có 7.400 tiền và mới có được 2 món đồ rưỡi thôi. Mặc dù là có một cái búa tiến công nhưng mà với lượng tiền ít ỏi, quá ít ỏi so với di qua bên phía bên kia như thế này thì T3 đang chưa thể phát huy tối đa hiệu quả của một con Fiora đẩy lẻ được. Và nó khiến cho cái việc mà Gam có thể triển khai thế macro trong ván thi đấu này đang gặp tương đối là nhiều khó khăn, khi mà G1 đang xanh hơn so với T3. Và cả ở cánh còn lại thì cái thế giao tranh của bên phía Cerberus cũng đang là rất tốt với những tình huống nội hỏa kinh ban tra của Genza mở đầu. Hoàn toàn đồng ý với việc với những nhận định vừa rồi. Và một vị tướng khác mà Gam tôi cảm giác như đang hơi bị mất dạng ở trong ván thi đấu này là Coyote với con Z của ta. Vốn dĩ khoảng thời gian mà Coyote mạnh nhất là khoảng từ phút thứ 8 đến phút thứ 15, là cái khoảng thời gian mà tôi nghĩ là con Z nó phải tạo được một cái dấu ấn gì đó để giúp cho đội hình của anh ta lấy được một chút lợi thế. Dừng đầy những pha xử lý không thể nào đẹp mắt hơn của Meliodas. Tiếp tục là một điểm hạ gục nữa dành cho Cerberus. Và Gam mất rừng và thậm chí bây giờ họ đang phải vất vả để có thể phòng thủ cái trụ hai này, không phòng thủ được. Sức công trụ của Cerberus đang là quá lớn và họ đang chia người ra, họ muốn lấy luôn cái trụ hai ở khu vực đường giữa. Và trong khi đó thì Coyote đang đẩy đợt lính khu vực đường trên, có vẻ là hơi tuyệt vọng. Akeno tiếp tục lao vào, bìa tí nữa thì bị bắt lại. Ta vẫn có một lượng giáp ảo được tạo ra bởi lăng kính phòng hộ nhưng không sống được khi mà đã mất tốc biến, đó là bìa. Và như vậy thì bây giờ Cerberus lại tiếp tục hơn người ở trong pha thi đấu này, nhưng họ sẽ lùi về sau khi lấy được một lúc hai trụ hai của đối phương. Trụ hai của mình được rồng, trụ hai của mình được giữa là quá lời rồi. Bên phía Cerberus đang có một phong độ cực kỳ cao. Tất cả từng cá nhân của họ đều đang thi đấu rất bay. Akino vừa mới tự bàn bực với chính bản thân mình luôn. Anh ta quăng bia về, anh ta tự lăn bụng vào người đối phương. Và bia không thể nào thở nổi trong pha thi đấu vừa rồi. Sau đó tình huống Y1 túc, anh ta dùng đá quét chiến thuật và túc biến lên nha. Rất là khéo léo luôn. Từng pha xử lý đều đang rất chặt chẽ đến từ bên phía của Cerberus. Tỷ số là 8-1. Gam sẽ cần rất nhiều thứ để bật ngược được trong ván thi đấu này. Những cái điều kiện thắng của họ đang chưa thực sự là có. Túc biến lên cạn lời. Những pha xử lý đang quá bay. Nhưng lần này thì Akeno đang phải ấn đồng hồ ngưng động của ta. Túc biến là vẫn né được cầu vồng tối thượng ở trong pha thi đấu đó và sống sót. Jisoo đang tính làm gì đây? Anh ta có mấy quen, anh ta biết ở đây không có mắt của đối phương, nhưng đã xong ông vẫn trúng. Đã xong ông vẫn trúng. Linh cảm rất tốt đến từ Meliodas trong pha xử lý của mình. Điều đã rất nhạy cảm với con Lee Sin này của mình trong những tình huống sóng âm và cả tình huống hộ thể. Và sau đó nổ lòng cước trước đó nữa. Hơi đáng tiếc cho Mirat là trong tình huống trước đó thì chỉ có một mình Akeno đứng gần anh ta thôi. Do đó là Meliodas cùng với Akeno không đủ để có thể dứt điểm Coyote trước khi mà Coyote sử dụng cái dấu ấn tử thần của mình đổi bóng và sau đó chạy ngược trở về trong vòng tay của MT. Nếu như có thêm một sát thương khác của đội hình Cerberus thì có lẽ là Meliodas cùng với Akeno đã dứt điểm thành công được Coyote rồi. Hơi đáng tiếc, nhưng ở thời điểm hiện tại thì rõ ràng ưu thế vẫn đang thuộc về cho bên phía Quyển Vương ba đầu. Họ đang hơn gần 8.000 tiền so với đối phương. Và ưu thế về mặt macro trên bản đồ đang hoàn toàn thuộc về Cerberus. Hãy nhìn cái cách mà Di Quan đánh cực kỳ sâu vào trong phần rừng bên phía đối phương. Và một con mắt xanh được cắm với cái vị trí như thế này giúp cho bên phía của Cerberus hoàn toàn kiểm soát được hướng di chuyển của Jisoo. Một cái điều khó khác mà bên phía Gam đang phải đối mặt là với một cái đội hình hai sát thủ của họ. Nhưng bên phía bên kia có đến tận 5 cái đồng hồ ngưng động đã được lên xong. Thì bằng cách nào để hai con sát thủ của họ có thể dứt điểm được nhanh chóng các thành viên bên phía Cerberus đây? Thật sự là khó. Yêu cầu bây giờ đặt ra là bên phía của Gam cần phải có những người cấu rỉa máu thành công, kéo lượng máu đối phương xuống đủ thấp. Và họ sẽ phải đánh hai nhịp trong giao tranh. Nhịp đầu tiên để tước đi cái đồng hồ ngưng động đó, và nhịp thứ hai là dứt điểm đối phương thật sự. Nhưng liệu là bên phía bên kia có cho phép họ làm được điều đó hay không là câu chuyện hoàn toàn khác. Rất nhiều mắt từ bên phía của Cerberus đang được rải ở cả hai phần sân rừng bên phía của Gam, và khiến cho Gam vô cùng khó để lấy tầm nhìn. Thậm chí farm rừng của họ cũng rất khó cơ. Bây giờ Jisoo muốn ăn con mùa xanh phải xin phép Meliodas cái đã. Anh ta mất đi tốc biến của mình, bị chuyên tâm chúng, bị đá thẳng vào tường bốc hơi cực kỳ nhanh. Người tiếp theo kẹt lại ở trong pha giao tranh này đó là MT. MT đã cố gắng lên phía bờ tường, ấn đúng hùng cái động của mình, tốc biến để né khỏi cầu vòng tối thượng, tiếp tục lao lên đánh. Đó là Y1, anh ta vẫn còn tốc biến của mình để trở về vòng tay của những người đồng đội của anh ta.
Genza đang thấp máu, Yiwan thấp máu, Meliodas cũng thấp máu. Nhưng không sao cả, Yiwan thì vẫn đang có những quả hồi phục. Meliodas thì có thể hồi phục máu nhờ con cua và vẫn có những quả hồi phục ở dọc bờ sông nữa. Và sẽ khiến cho đội hình của Cerberus hoàn toàn đầy đủ về mặt lượng máu để có thể kiểm soát con rồng thứ 3 ở trên bản đồ này. Như vậy là từ giai đoạn giữa game, từ con sứ giả khai nước thứ 2 cho đến con rồng thứ 2 và kể cả đến con rồng thứ 3 này thì đều thuộc quyền kiểm soát của Cerberus. Cerberus đang đứng trước quá nhiều lợi thế để có thể chiến thắng ván thi đấu đầu tiên này trước GAM. Bây giờ thì lượng tiền giãn cách giữa Cerberus và GAM đã lên đến con số 10.000 tiền rồi. Và chúng ta có thể thấy là cái cách mà Meliodas chúng ta thi đấu với con Lee Sin này của mình vô cùng chủ động. Anh ta tìm hẳn vào trong phần rừng của Jisoo và đá thẳng vào người của Jisoo bất kỳ khi nào mà anh ta gặp. Đó lý do tại sao mà ở trong cái lượt chọn đầu tiên trong ban mà biết á, tôi đã đặt ra một cái dấu chấm hỏi. Khoan đã, để mình thuẫn bắt người tốt Akeno di chuyển, nhưng anh ta lại tiếp tục có đồng hồ ngân động đã được hồi thành công rồi, đổi bóng bị quăng như một trái banh vậy. Kuyute bị quăng cuộc như một trái banh ở giữa đội hình của Cerberus và anh ta không thể nào kịp tốc biến để thoát khỏi lòng địch ở trong pha thi đấu vừa rồi. Rất tội nghiệp dành cho Kuyute. Nỗ lực đó thực sự là tuyệt vọng đến từ Game Esports, bởi vì ở thời điểm hiện tại chắc chắn là không có bất kỳ một cơ hội nào để cho các thành viên của GAM dễ dàng hạ gục được một người của bên phía Cerberus. Và nỗ lực vừa rồi để bắt vào vị trí của Akeno rõ ràng là rất tuyệt vọng. Akeno không những không bị hạ gục mà anh ta còn câu được rất nhiều chiêu thức, rất nhiều thời gian để cho bên phía của Cerberus có được màn hạ gục của MT và cả Coyote, và sau đó có được thế thuận lợi nhất để kiểm soát thành công con Baron này. Và chúng ta hãy chờ đợi xem Quyển vừa bắt đầu tận dụng con Baron này tốt đến đâu. Họ đang chủ động điều lính vào cả ba đường. Akeno đi đường dưới, Meliodas đi kẹp với BMM khu vực đường trên, còn hai người còn lại sẽ đẩy lính khu vực đường giữa. Cerberus đang có tham vọng chấm dứt luôn trận thi đấu này, hoặc ít nhất là lấy cả ba đường siêu cấp của đối phương. Rất khó, Cocky bây giờ đã ba đồ rồi. Và tôi đã nói rất nhiều lần, Cocky ba đồ không khác như một con quái vật cả. Anh ta vẫn còn đó cho mình đồng hồ ngưng động. Bên phía bên kia đang phải đứng trước một người cực kỳ trâu và cũng cực kỳ mạnh khác ở đường giữa, đó là Yiwan. Anh ta né được cái nắm đấm công lý vừa rồi của MT, MT bị ném nó ngược trở lại, và một lần nữa Cerberus biến cho MT không khác như một trái banh và tập chơi Tiki Taka giữa năm người của Cerberus. Ngay lập tức MT biến mất, T3 là người tiếp theo đang bị bắn rất đau vào mặt. BMM đang bắn rất rác vào đội hình của bên phía GAM, họ đang căng người để phòng ngự ở cả ba đường, không thể làm được chuyện này cả. Meliodas có cho mình giáp thiên thần, anh ta chắc chắn sẽ không bị hạ gục. Yiwan rất mạo hiểm ở trong phần sân của đối phương, nhưng vẫn có đủ khả năng để lưu ngược trở ra trong pha thi đấu này. Vẫn còn bùa lại Baron, hai đường đã được lấy đi thành công. Chiêu cuối của Kuyute, ngay lập tức sau đó Kuyute mất nửa cây máu của mình. Thì bà đang muốn làm một cái điều gì đó đặc sắc thực sự ở đây, ấn đồng hồ ngưng động của ta. Một người từ bên phía Cerberus nằm xuống là Akeno, và sau đó Jisoo tiếp tục lao ra. Anh ta có được thêm một đường hạ gục nữa, nhưng sau đó cũng đã phải nằm xuống rồi. BMM vẫn bắn với thêm một phát nữa. Và dẫu sao thì vẫn khá khen cho GAM ở trong nỗ lực phòng thủ vừa rồi, khi mà hai đường siêu cấp đã được Cerberus lấy đi. Trước đó thì Akeno, mặc dù anh ta đã có động thái đẩy ở khu vực đường rộng, nhưng sau đó thì anh ta đến tập trung với những người đồng đội của mình ở đường giữa. Anh ta quyết định là sẽ không cần đẩy được lính khu vực đường rộng, mà anh ta chỉ cần giao tranh với đội hình còn lại của Cerberus và hủy diệt từng người của GAM và lấy đi nhà chính của đối phương. Đó là ý định của Cerberus. Nhưng vừa rồi, với những nỗ lực phòng thủ của GAM, thì ít nhất là GAM vẫn đã ngăn cản được Quyển Vương ba đầu có thể lấy đi công trình quan trọng nhất của mình, đó là nhà chính. Và ván thi đấu vẫn còn tiếp diễn, nhưng Meliodas vẫn đang rất lực với con Lee Sin này của mình, lao vào cân ngài, nổ lông cước T3 ngược trở về, và có siêu hồn giáng thế của MT đến bảo vệ cho T3. T3 sẽ về được, nhưng bây giờ thì làm sao đây? Ba người của Cerberus có thêm giày dịch chuyển của Yiwan nữa là 4, và đội hình của GAM bắt buộc phải lùi, không còn cơ sở để tiếp tục tấn công vị trí của Meliodas. Lúc đó còn nửa máu và Meliodas vẫn còn giáp hồi sinh, và đây sẽ là con rồng ngàn tuổi sẽ dành cho Cerberus không? GAM muốn tranh chấp con rồng này, nhưng đội hình của GAM đã bị ngăn cản. MT còn quá thấp máu, bên phía bên kia Kuyute cố gắng lao vào nhưng cũng không làm được gì. Rồng đã được ăn thành công bởi Cerberus. Jisoo bị lăn bụng trúng, Jisoo bốc hơi quá nhanh, và sau đó sẽ là T3. Chỉ còn lại một người ở trên bản đồ trong đội hình của GAM mà thôi, đó chính là Bia, và còn lại một đường siêu cấp mà Cerberus chưa kịp lấy. Nhưng bây giờ việc của Cerberus là theo đợt lính của vực đường giữa, và họ sẽ đẩy thẳng nhà chính của GAM, là họ sẽ có được ván thi đấu này. 1-0 dành cho Cerberus với một phong độ cực kỳ hủy diệt của cả năm thành viên bên phía Cerberus, ai cũng đánh hay cả. Thực sự là để bầu ra được một MVP của Cerberus trong ván này là một công chuyện gần như là bất khả thi. Genza đánh cũng tốt để mở giao tranh với những tình huống chiều cuối chính xác của mình. Kuyute đánh cũng hay, xin lỗi các bạn, Akeno đánh cũng hay với những pha xử lý thùng vụ nổ của anh ta. Và đặc biệt là Meliodas với một con Lee Sin đánh cực kỳ khát máu, liên tục chọc giận các thành viên bên phía bên kia, bay thẳng vào giữa đường bên phía kia nổ lông cước đá trước mặt cả năm thành viên luôn.
Rõ ràng là Cerberus đã đánh game thi đấu này quá hay. Trong khi đó thì Gam đã có một đội hình khá nhiều ý đồ chiến thuật với Fiora của mình trên. Tuy nhiên thì Genza ở trong ván thi đấu này làm rất tốt với con Karma. Tôi đã tưởng là Akeno sẽ là người di chuyển khu vực đường trên để hỗ trợ những chiến quanh, nhưng không, Genza mới là người làm điều đó với con Karma của mình. Và anh ta đã thành công trong nhiệm vụ là thứ nhất bảo vệ đường cho Yuan, và Genza còn làm được nhiều hơn thế khi giúp cho Yuan có được thế trận coi như là hơn một chút tiền so với lại T3 về phía bên kia. Và trong những giao tranh tiếp theo sau của ván thi đấu này thì T3 anh ta trở nên quá thọt với con Fiora của mình và không thể trở thành một cánh đẩy lẻ để giúp cho Gam có một thế macro thuận lợi với đội hình 4-1 của mình. Và sau đó thì với con Lee Sin của mình, Meliodas lại snowball cực kỳ tốt ván thi đấu này. Chúng ta vừa được xem lại một pha thi đấu mà Akeno cùng với Meliodas vô cùng chủ động ở ngay trong phần rừng bên phía đối phương. Rõ ràng là Lee Sin của Meliodas cùng với Ragaz của Akeno là hai nhân tố rất quan trọng trong game đấu snowball triệt để này của Cerberus trước Gam. Không có một vết xước nào cả. Toàn bộ đội hình của Cerberus đều đã tính toán mọi thứ rất cẩn trọng, từ những cái đồng hồ ngưng động họ có, ai sẽ người ra vào giao tranh trước và dùng chiêu thế nào để hợp lý nhất với đội hình của bên phía bên kia Gam. Khi đó Gam họ đã, đây là cái cách mà họ chọn đội hình, đã đặt vào một tình thế họ khá là khó, tức là đội hình khi mà bạn có hai sát thủ là bạn bắt buộc ở khoảng thời gian ban đầu bạn phải xanh và bạn phải tìm cách để có thể bắt lẻ được những người của đối phương sớm ở giai đoạn mid game. Thì sau đó họ mới triển khai đội hình hai sát thủ của mình cách gọi là tối ưu nhất. Nhưng họ đã không thành công khi mà Meliodas đã chơi quá hay cùng với là Genza và Akeno để tạo cái tiền đề ở đầu game quá chặt chẽ dành cho Cerberus. Chúng ta đã nói về việc là không dễ để cầm một con Z để đi đường với con Corki ở giai đoạn đầu trận. Và đúng là trận thi đấu này diễn ra theo chiều hướng như thế thật. Coyote ở giai đoạn đầu thì không những không làm được gì BMM mà anh ta còn thua thiệt hơn về mặt đẩy lính là thứ nhất. Thứ hai là thua thiệt hơn mà chỉ số lính so với BMM bên phía bên kia nữa. Nó khiến cho cái đội hình hai sát thủ của bên phía Gam ở trong ván thi đấu này không phát huy được tối đa hiệu quả. Tuy nhiên thì dù sao, Coyote vẫn là người gây được nhiều sát thương nhất ở trong đội hình của Gam Esports với 24.000 sát thương. Nhưng hãy nhìn cái lượng sát thương mà Cerberus gây ra ở trong ván thi đấu này. Lượng sát thương đến gần như là tất cả các thành viên, kể cả hỗ trợ của Cerberus ở trong ván thi đấu này là Akeno với con Ragaz của mình cũng đã gây được đến 19.000 sát thương. Và Gam thi đấu hay ở cả 5 vị trí. Trong khi đó, xin lỗi các bạn, Cerberus thi đấu hay ở cả 5 vị trí. Trong khi đó thì Gam ở trong ván thi đấu này các vị trí của họ mờ nhạt hơn so với đối phương rất nhiều. Cãi nó đi, lại cãi nó đi. Đó, các bạn thấy không? Cerberus đánh một trận như vậy mà trong tâm trí của anh Việt vẫn chỉ nghĩ đến cái tên màu vàng đó mà thôi. Thật sự là một người hâm mộ tốt, thật sự là một người hâm mộ triệt đại đấy. Chúng ta đều thấy rằng là cái cách chọn tướng của Cerberus nó trực quan như thế nào. Họ có được một lượng sát thương đồng đều ở cả 5 vị trí và họ đánh tốt. Thì bên phía bên của Gam rất là khó để chọn mục tiêu. Bây giờ bạn giết ai đây? Bạn chủ động, bạn dùng sát thương, bạn giết được một người thì 4 người khác vẫn có khả năng tạo một lượng sát thương đủ để có thể gánh cái lượng sát thương mà mục tiêu kia họ dùng sát thương vào. Cho nên rất khó để chọn mục tiêu đến từ bên phía của Gam. Và MB ở trong ván thi đấu vừa rồi